À, nhìn bác, dạ, xin chào tất cả các bác nhé. Tiếp tục clip ngày hôm nay thì em lên cho bác một số mã cái bình thủy nhé, bình thủy này. Thì bác nào hôm trước các bác nào chưa đặt hàng được thì hôm nay bác vui lòng làm giúp em với nhé. Hôm nay mới nay mới được xin được mấy mã bình thủy thì, ôi giờ ơi, mã đầu tiên này em lên cho bác của em Joji Roshi này. Con này là dung tích 3 lít. Có nhìn góc quay này có ok không? Ok để coi thì để em tí xem. Em chỉnh lại cho nó thẳng thẳng đi. Đấy, dung tích 3 lít này. Đấy, con này màu màu hồng nhạt nhé. Nhưng mà cái vỏ bên ngoài thì hình thức bên ngoài nó hơi xấu một chút các bác này. Đấy. Đà 2007 này. 100V này, 700W này. Đấy. Xem nào bên trong làm sao. Đây các bác nhìn kỹ cho em bên trong nhé. Con này thì son của nó thì cái cấu này đấy. Cấu này thì các bác vệ sinh rất dễ thôi. Về chỉ việc cho tí giấm hoặc là tí chanh vào các bác đun lên một hai lần là nó cũng là không, các bác rửa đi là nó sạch rồi. Đây. Đấy. Nắp vung con này thì do thiết thì ok. Con này là do nhựa các bác nhé. Đun thoải mái. Đấy. Xem nào, đổ nước vào đây xem nào. Đấy. Đấy, đun bình thường như đây, bơm bình thường các bác nhé. Đấy, có hai chế độ bơm này, rót trà rót chiếc này, cả đun đun trà sữa, đun sữa đấy các bác nhé. Đấy, sữa cho trẻ em này đang đun này. Đấy thì mã đầu tiên là mã số thứ nhất này, mã số 1 này, một em Joji Roshi này. Hình thức bên ngoài thì vỏ nó hơi xấu một chút này, nhưng được cái bên trong thì ruột nó còn được gọi là rất là xanh nhé. Thường đi mua bình thủy các bác thì để ý đến cái ruột ở trong này đẹp là được này. Đấy, mã số 1 với giá là 320k nhé. Cho con này ruột nó hơi xấu một chút nên ruột nó hơi xấu một chút. Xin lỗi các bác, là cái vỏ nó hơi xấu một chút, hình thức nó hơi xấu một chút. Đây nhé các bác nhé, giá này là giá bán không kèm dây các bác nhé. Không kèm dây. Đấy, xin lỗi các bác nhé, em đang ấy thì có cuộc gọi nhé. Thì đây, mã đầu tiên này, bán mở màn mã đầu tiên thì đấy, 320k đây là mã đầu tiên nhé, là mã mở màn đây các bác nhé, cho đầu clip để đầu xuôi đuôi lọt. 320k này. Tiếp theo mã số 2 này, em lên cho bác của em Tiger nhé. Tiger này, con này dung tích là 3 lít nhé. Hình thức bên ngoài cái vỏ của nó các bác này, nói chung là nó cũng có cái vết này rồi, không sao cả, vẫn đẹp các bác nhé. Đấy, con này thì là đời 2013 này, đời 2013, xem nào, công suất bao nhiêu đây. À đây các bác nhé, điện 100V, công suất là 700W nhé. Đấy, 700W này. Con này có cả bơm tay này, tí xem bơm tay nó là vấn đề gì không. Đây em phá cho bác xem. Đấy nhé, con này do giết của nó thì ok này. Đấy, đây chỗ này một tí này, một tí thì không ảnh hưởng gì cả, vẫn đây áp suất này, không biết là bơm tay nó có ra không. Đây các bác nhé, con này ruột son thì còn ok này. Đấy, ruột của nó thì rất là ok nhé. Cái màu những cái bẩn lên thì bác thì về tí thì lau thì lấy rẻ rồi bát cái trà cái nó ra, không thì các bác cho đi chanh ấy, cho đi chanh vào đấy là ra. Đấy, rất là dễ thôi, không khó một tí nào cả. Bác nào mà xem clip kênh của em mà chưa đăng ký kênh thì em xin một đăng ký kênh nhé. Đấy, đăng ký kênh để em ủng hộ em tiếp tục làm những cái clip. Đăng ký clip cho các bác. Đấy. Đây con này đun bình thường nhé. Xem nào. Đấy. Cấp nước này, đây khóa chị em này, khóa chị em này không bấm bấm ra nhé. Đấy. Đây là cái Qso nhé, Qso là cấp nước này. Đây có cả chế độ tiết kiệm điện này. Đấy. Đây em đang để chế độ là đang đun là 90 độ nhá. Thế này là mã số 2 này. Mã số 2 nhá. Người giá là 400k này các bác nhá. Đấy. 400k thôi. À quên cái bơm tay nhá, xem tắt luôn. Này. Các bác bơm tay con này bị đang bị hỏng nhá. Đấy, bị hỏng rồi.
bác nào mà chốt hàng thì bác vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0983 nhé, 329755 giúp em với nhé. Tiếp theo mã số 3 này, hôm nay cho bác em Doji Roshi này, con này dung tích cũng 3 lít nhé, dung tích 3 lít này, hình thức bên ngoài thì vỏ này nó cũng có vết này, đấy, nó nhìn kỹ cho em với, đời 2012 này, máy in này 2012 100V này, 905W này, đấy, xem vượt nổi ra làm sao. À đây các bác nhé, đây con này nó bị lủng lỗ này này, lủng này không để ý được các bác nhé, giòn chứ con này còn đẹp nguyên luôn này, giòn còn đẹp nhé, giòn còn đẹp này, và ruột nồi còn xanh các bác nhé. Đấy, thực ra để đi mua bình thủy các bác chỉ cần xem ruột nồi, ruột nồi nó thế nào thôi là được. Đấy, đây các bác nhé, con này thì cái con màn hình led của nó thì cái màn hình nó thì đang bị đứt nét một tí nhá, cái hít này nó đang bị lỏng đấy, cấp nước bình thường nhá. Đấy, chế độ thứ hai là chế độ là rót trà nhé, bơm nhẹ nhàng này, cái nút này đun mình bấm bình thường không có đề gì hết nhé. Đấy, nó chỉ bị rách thôi, cái gì nó chọc vào thôi. Đấy, đây là mã số 3 này, mã số 3 nhé, con này giá là 350k các bác nhé. Đấy, chỉ tí này thôi, không có lại, con này rất là đẹp này, giòn của nó còn đẹp này, son ruột nồi cũng đẹp này. Đấy, con này nó 900W nên là nó đun rất nhanh nhé, đun nhanh. Tiếp theo mã số 4 này, em lên cho bác một em con này là bơm tay nhé. Đây, con này dung tích là 3 lít này, Yorio là ba lái này, Yorio là khối lượng của nó đấy. Đây, con này đời 2012 này, 100V này, coi này, đời 2012 100V này, 650W này. Đấy, các bác ơi, em bán cái giá này là giá không dây các bác nhé, giá không dây. Ôi từ từ đó các bác, em cho bác xem con này. Đây nhé, đẹp chưa? Đấy, do còn đẹp nguyên luôn này. Và đây là bằng lốc này, các bác nhìn lốc này, lốc của này còn sáng nguyên luôn nhé. Đấy, xong lốc sáng nguyên luôn này, cái đáy của nó kia thì nó bẩn thì không nói rồi. Đấy, cái kia thì các bác lấy tí chanh hoặc đi giấm các bác về, các bác đổ vào các bác đun lên là nó bong hết rồi. Cho thêm tí nước nữa cho nó. Đấy, đang đun nhá, đang đun này. Đấy, đẩy nước lên nhá. Bơm tay hoạt động ok này. Đấy. Nên nhưng mà bơm tay hoạt động ok nhưng nó hơi yếu một chút các bác nhá, hơi yếu một chút. Đấy. Dạ, yếu là do tay thì các bác đẩy khỏe, nó sẽ lên khỏe như này. Đấy, tay em này yếu các bác ạ. Đây là mã số 4 này, mã số 4 này, 3 lít nhé, bơm tay nhé. Con này hình thức bên ngoài còn đẹp nguyên luôn này. À, hình thức bên ngoài thì không nói, hình thức bên ngoài đây có tí móp đây thôi nhé, còn bên trong ruột nó đẹp nguyên luôn bằng ruột lốc, đẹp nguyên luôn. Mã số 4 này 300k các bác nhé, 300k này. Số 4 300k đây, các bác nhìn lại rụt nổi tí này. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với số điện thoại nhé, 0983 329755 với em nhé. Bác xem clip của em thì cho em xin một like, một chia sẻ các bác nhé. Tiếp theo mã số 4 này, mã số 5 này, hôm nay cho bác của em Doji Roshi. Con này thích bên ngoài đẹp này, đá 012 này, đá 012 này, đấy 100V này, 905W nhé. Con này vỏ nhựa này, thích bên ngoài tương đối là ok nhé. Xem ruột bên trong làm sao. Đây các bác nhé, cái này ruột của nó tương đối là đẹp này, nhưng cái màu này là cái màu chè nhé, màu chè thì không để ý, màu trà đấy thì không để ý rồi. Các bác về các bác chỉ cần cho tí giấm là nó bong hết rồi, giấm mà các bác đun sôi là trong hết rồi. Do con này cũng vậy nhé, do tương đối là ok này,
cái màu này thì các bác thì vào lấy cái trà, lấy bác lấy cái giấm bác đun lên là nó ra hết rồi, giấm hoặc soda ấy. Đấy, vệ sinh lại một chút là ra hết. Hình chiếc con này bên ngoài còn dập nguyên luôn. Hình chiếc con này đẹp. Vỏ nhựa nhìn nhé, vỏ nhựa của nó vẫn còn sáng này, thế này cơ. Đời đời cao 212. Đấy. Cấp nước này. Bình thường các bác nhé. Đấy, có 2 chế độ cấp nước nhé. Đấy, đây là đun, đây là cấp nước rót trà này. Còn đây là đun nước nhanh này. Đấy. Hẹn giờ hẹn giấc có cả nhé. Thì con này gần mã số 5 này. Mã số 5 nhé, con này hình thức đẹp nhé, đất hình thức đẹp này. Cái này thì các bác vệ sinh lại là sạch thôi à. Vệ sạch ra sạch cho con này sáng bóng các bác nhé. Đây, vỏ ngoài nó còn đẹp nguyên luôn này. Đấy. Vỏ nhựa này không có vấn đề gì hết nhé. Con này là 450k này. Đấy. Bạn nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với tất cả là 0983 39755 giúp em nhé. Bác xem clip của em mà chưa like thì cho xin một lượt like, một đăng ký kênh nhé. Đấy, các thắc mắc về vấn đề tiếng Nhật tiếng Nhật thì các bác cứ alo cho em nhé. Em thì tập tẹ được tí. Tiếp theo này, mã số 6 này. Hôm nay cho bác của em Yuji Roshi dùng con này cũng dung tích 3 lít này. Đây. Con này cái này thì hơi bị nước tí này. Đấy. Đá 2013 đây, đá 2013 này. Đây con này là 100V này, 905W này. Đấy. Đây các bác nhìn kỹ cho em, con này còn đẹp nguyên luôn nhé. Đó. Đẹp nguyên luôn này. Đây xoong quá nhỉ. Xoong này thì xoong này xong xoong rột nồi là đẹp nhé. Rột là đẹp này. Màu sáng này. Nhưng mà cái cặn này thì các bác về các bác xúc đi cái là sạch nhé. Đấy. Lúc đi là sạch thôi, cái cặn này về cái chanh soda vào là cái giấm vào là sạch. Đây. Cái dây này lỏng các bác nhé. Cái dây cái hít này của em nó đấy. Nước bình rót mới bình thường nhé. Đấy, bên đây là rót chậm này. Đun trước thì ok hết các bác nhé. Đấy. Có cả chợ tiết kiệm điện này. Đấy hẹn ở cái giờ các bác hẹn này. Hẹn giờ luôn đấy. Có chung hẹn giờ. Thì con này là mã số 6 này. Mã số 6 các bác nhé. Mã số 6 này bây giờ là 420k nhé. Đấy. Trời ơi. Mã số 7 các bác này. Mã số 7 này em lên cho bác của em Yuji Roshi này. Con này cũng dung tích 3 lít nhé. Vỏ bên ngoài của nó thì đây các bác này, nhìn cái vết xỉn màu chưa. Đấy, xỉn màu nhá. Con này cũng 100V này, 905W này. Đá 011. Đấy, xem. Đây hình thức bên ngoài cái mặt này vẫn còn đẹp nhá. Đây chỗ này thì là những cái vết này vết thời gian này. Đây. Con này nó nhìn con này doang trước của nó thì ok này. Đấy. Đây giòn rất là ok nhé. Còn đây là cái ruột nồi này. Ruột này thì các bác vệ sinh lại là sạch giúp em nhé. Ruột nồi này nó vẫn còn đẹp nhé, không bị ấy thế nào cả. Nói chung là cái màu nó đi, nó chỉ đổi màu thôi. Chứ còn cái để đem lên để mà vệ sinh sạch sẽ ra con này vẫn rất là ok nhé. Đấy. Các bác đun thoải mái. Cái giá này bán thì giá không kèm dây các bác nhé. Nếu mà các bác nào mà ấy muốn lên kèm dây thì các bác cộng thêm cho em 150 nhé. Đấy, đun cấp nước bình thường này. Đó. Rất là ok nhé, đun rất khỏe. Có cả hiện giờ 7 giờ này. Đấy. Thì con này có mã số 7 này. Mã số 7 này.
Đấy, đúng chưa? Mình ôi. Con này mã số 7 các bác nhé. Đây giá là 350k này. Bác nào chốt hàng thì bác vui lòng liên hệ với số điện thoại 0983 3755 giúp em với nhé. Bác xem clip của em mà thấy hay thì cho em xin một like, một chia sẻ các bác nhé. Một cái kênh nữa. Làm cái test cái bình thủy này nó hơi lích kích một chút, mong các bác thông cảm nhé. Cứ phải múc đổ ra đổ vào. Cả nó cả liên quan cả bơm biết cấp nước nữa. Đấy. Tiếp theo mã số 8 này. Em lên cho bác một em này là em giống như cái phích này. Con này là đời 100V này, 750W này. Đời bao nhiêu ta? Úi trời ơi, em đố các bác, đố có biết này đời bao nhiêu đấy. Con này đời năm 1996 nhá. Đây này. 1996. Nên C là cái năm sản xuất của nó nhá. Này. Trường tồn thời gian luôn mà cái màu các bác này. Những cái này các bác về lau là sạch này, lau là sáng nhá. Bơm tay để xem cái này bơm tay nó có nước có ok không. Đấy. Đây. Các bác nhìn này, 1996 này mà cái ron của nó xanh nguyên luôn này. Ron xanh nhá. Và cái đột bên trong này cũng rất là đẹp này. Đấy, rất đẹp nhé. Không phải chê được này. Các bác nhìn cái nhựa nó này, nhựa nó này. 1996 mà rất là hoàn thiện rất là ok nhé. Cái này nó tiện cái là khi mà mất điện đấy là các bác vẫn bơm được. Tăng cái dòng bơm tay này. Đấy. Xem con này xuống tích mấy lít. Con này là con này các bác nhé, Nairio là con này là 2.2 các bác nhé, 2.2 này. Đấy. Đây nhé bác nhé, của Nationa này có đèn báo này. Đấy, tắt đèn báo hoặc là bật đèn báo này. Con này có chế độ tắt đèn báo này, bật đèn báo này. Đấy. Bơm của nó có rất ok nhé, 1996 mà bơm này. Đấy, bơm này để khi nào mà các bác mất điện đấy thì bơm đi, dòng này mất điện thoải mái. Đấy, rất là xịn xòi nhé. Thì con này mã số 8, con này mã số 8 cũng là mã kết thúc clip ngày hôm nay nhé, cho một em Nationa này năm 1996 này. Đấy, hình thức bên ngoài vỏ nhựa thì rất là ok này. Đấy, đây cái này bằng sắt nhé, sắt bằng tôn nhưng mà vẫn đẹp nhé mấy này. Nắp trên nhựa này Nationa này. Đấy, NCFZ 2000 nhé, 22 nhé. Bác nào về sưu tầm con này cũng rất thích này. Đấy. 1996 thì nó còn kém em có 3 tuổi thôi. Với giá là 350k các bác nhé. Video ngày thì hôm nay thì em cũng không biết nhớ ngày nữa thôi. Được. Đấy, các bác nhìn kỹ này, ruồng xanh như là nhạt này. Đấy, lắp lốc nó vẫn đẹp nguyên luôn. 1996 là bao nhiêu năm rồi. Đấy, thì về xong em đã lên xong clip là 8 con bình thủy nhá. Giá em báo trên đấy là clip là giá không dây các bác nhá. Bác nào lấy dây thì cộng cho em thêm 150 nhá. Tại vì thật sự các bác là bây giờ em không có dây. Mà bác nào thích đấu dây thì các bác về tự đấu nhá, đơn giản lắm. Đấu dây thì các bác thì mua dây 20-30 là các bác phải đấu thoải mái à. Là các bác về tự đấu được. Đây nhà em thì vẫn còn ít hút ấm này. Hút ấm là những cái đồ linh tinh này, xoong chảo này, 1-2 cái xoong chảo này còn nhá. Đấy. À đây nhá, đây cái này em lên cho bác luôn cái này nhá. Con máy xay tiêu này nữa. Đây này. Đây các bác nhé, em còn một con máy xay tiêu nữa. Xay tiêu này thật sự các bác là chạy cực kỳ êm luôn. Đây em test cho các bác xem luôn. Gọi cái máy tiêu các bác lên clip rồi. Bác dặn xong nhưng bác lại mất tích luôn đấy. Là mấy người dặn đấy chứ không phải một người dặn. Thì các bác chốt đầu tiên thì bác là mất tích. Thế là em thôi nhé. Đấy, máy xay tiêu này. Rất là êm nhé. Bác xay tiêu thẳng. Có lẽ em tắt nước được cũng không bao nước cho các bác luôn nhé, không rẻ nước, không rỉ nước nhé. Đấy. Thì con này em bán giá là 500k nhé. Bác nào chốt hàng thì bác cũng vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0953 3975 giúp em nhé. Thì clip thì em sẽ dừng ở đây nhé. Bác thấy hay thì cho em xin một like, một chia sẻ đăng ký kênh nhé. Bác nào chốt hàng thì em vui lòng alo sớm giúp em nhé. Em chào các bác nhé, hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé.